Chào anh em, thì mình còn vài chiếc Ray 50 của hãng Honda. Thì xe này thì về cho các chị em, các bác lớn tuổi đi chợ hay siêu thị gì đó, ok hết ha. Thôi, đây là chiếc màu đỏ, khá đẹp, máy móc im để cho các em, các cháu đi học thì ok hết, 50 phân khối thôi, xe còn đẹp, máy móc thì đồ thay thế thì cũng dễ. Đây chiếc màu trắng ha. Anh em có sưu tầm thì alo về đi chợ, đi học hay chạy lòng vòng, ok hết, ít tốn xăng. Và cái dáng, kiểu dáng thì nó nhỏ gọn ha, chạy luồn lách trong hẻm nhỏ, ok hết. Thì xe này cũng ở thị trường Việt Nam cũng khá chuộng, nhưng mà Honda Nhật thì nó không có nhập về, thường đa số thì ta nhập về đường tiểu ngạch không. Yeah. Xe này thì anh em cứ sưu tầm. Giá xe thì nó trên tầm khoảng 23 24 triệu thôi chứ không có nhiều. Nên sưu tầm và chạy lòng vòng ok hết. Xe rẻ ha, chạy ít tốn xăng. Thì 100 cây số hình như xe này chạy được 1,3 lít ha. 1,3 lít trên 100 cây số. Thì đối với những người đối với những chị em mà có chiều cao khiêm tốn á, thì đi xe này đi chợ sướng lắm. Với đi chợ thì chở thêm một con thú cưng đứng trước. Xe này chạy chỉ là một người đi thôi, hai người thì không có chỗ ngồi ha. Cái bé nhỏ đứng trước thì nó nguy hiểm, nhưng mà chở thú cưng thì ok. Đó. Chung một giá 23 24 triệu rồi. Xe với những dòng xe này thì sưu tầm chạy khá ok, thời điểm giá xăng đang tăng. Đi về, đi chợ hay đi cà phê hay lòng vòng trong khu vực mình sinh sống á, tuyệt vời. Này màu màu bạc, cream màu bạc. Thì mình còn vài chiếc thôi, anh em có sưu tầm thì cứ alo đặt trước thì xe nó về mình giao luôn. Còn chiếc copy thì nó cũng kiểu dáng tương tự như vậy. Anh nào mà cưng vợ thì mua cho vợ một chiếc xe này đi chợ ha, chở thêm cái con thú cưng nữa, đứng trước ngồi trước vừa tầm thôi, nó không có cái chiều cao, nó nói chung là thấp, vành nó một chấm, vành nó vành như là 1.2 hay 1.4 gì ha, nhỏ chiếc. Để mình coi vành nó bao nhiêu. Xe này thì đi chợ đi thì đỡ hao xăng hơn nhiều. Đi trong kho tối quá mới được. Thì chiếc Ray thì đèn nó cũng khá ốp, khá đẹp, đèn đuôi thì nó cũng gọn. Còn chiếc copy thì hai tay đèn xi nhan nó lồi ra ngoài. Chụp đèn sau thì tròn to hơn nhiều so với chiếc Ray. Kiểu dáng thì nó cũng mong nhỏ gọn thôi. Như chiếc
chiếc ri thì cái đồng hồ nó phía trước thì cái chá đèn to, và hai tay đèn thì nó cũng tương tự như chiếc Scooby, và mặt cái đồng hồ số thì nó nhỏ ha, nó nhỏ xíu thôi, cũng gọn hơn so với những cái mặt đồng hồ chiếc Scooby. Hai dòng xe Scooby với Cri thì chủ yếu là đi chạy một người thôi, không chạy hai người, nó không có chỗ ngồi, không có chỗ đứng. Em đẩy bật cái máy chiếc Scooby, chiếc Cri thì đang hết bình này. Chạy lên, nó chạy tay Magia nha. Copy. Êm ha. Đèn sau sáng, đèn trước sáng, đẹp. Ga này ok hết. Đó. Ngon lành hết. Bớt pha ok. Đèn bóng ok hết. Thì anh em có sưu tầm thì cứ alo. Chiếc này thì chạy thì ok rồi, nhỏ gọn ha, quá gọn luôn. Còn chiếc Cri, chiếc Scooby thì anh em có sưu tầm xe cấp thì alo luôn, cấp 86 nè, cấp 50 nè, cấp 90, cấp 70, các đời. Được cái những cái chiếc xe mà Cri, Scooby thì cái thùng nó rất là to, đựng đồ thoải mái, hai cái nón bảo hiểm bỏ vào được ha, hai nón bảo hiểm gì vừa thôi chứ bự quá thì không bỏ vô được đâu. Cốp rất là to. Chìa khóa thì nhận giống như những dòng xe mà tay ga thôi. Thùng to, hay nó bảo hiểm vô tư. Đi chợ mua đồ sáng là tuyệt vời. Xe màu đỏ đẹp luôn. Thì anh em có sưu tầm thì cứ alo. Chúng là cảm ơn anh em thường xuyên theo dõi những cái video trên kênh Mình Xe Hay. Chúc anh em có ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và vàng, chiếc Cri màu vàng, kiểu dáng thì đi nó giống như chiếc những cái chiếc Tayga, chiếc Tayga của thằng Web 3 đồ ha, số không cần
chỉ chạy thôi, đổ xăng mà chạy thôi, ít thao xăng nữa. Nó gọn. Thì mình cũng còn vài chiếc cúp 8650, 8670, 90. Chiếc CD cũng còn và chiếc sưu tập cái alo. Cảm ơn anh em thường xuyên theo dõi kênh Mai Xe Hay. Chúc anh em thật có một ngày cuối tuần làm việc, có ngày cuối tuần nghỉ bên gia đình tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc nha. Chào, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye anh em nha.